Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán nâng cao lớp 4 cùng với thầy Trường. Thế thì hôm nay thầy giáo sẽ trao đổi với các em video thứ 3 của dạng toán trồng cây. Và cái sự đặc biệt, cái hay của cái dạng toán này như thế nào, ứng dụng ra làm sao thì sau đây chúng ta cùng theo dõi mà các em. Chúng ta đến với video thứ 3 của dạng toán trồng cây. Các em lấy giấy nháp ra và chúng ta cùng làm theo thầy. Bài 1. Có bao nhiêu số có hai chữ số là số chẵn? Đó. Thế thì ở đây người ta cũng không bảo là phải khoanh vào, nhưng mà chúng ta hiểu luôn đây là bài toán trắc nghiệm thì chúng ta phải khoanh vào đáp án đúng thôi. Thế thì bây giờ để làm được bài này thì chúng ta phải hiểu số chẵn là thế nào. Đầu tiên là số chẵn. Số chẵn là gì? Thế thì các em đã được học rồi, số chẵn chính là ở tận cùng. Tận cùng. Đấy, cái chữ số tận cùng này này mà chia hai không dư. Đơn giản thế thôi. Ví dụ như là 10. Đấy. Thì không chia 2 không dư. 12 là gì? 2 chia 2 không dư. 14, 16, vân vân. Thì đây là khái niệm số chẵn. Thế người ta nói là có bao nhiêu số có hai chữ số là số chẵn. Thế thì số có hai chữ số là từ số nào? Từ số 10 đến số 99. Đây là những số có hai chữ số. Dưới số 10 là số 9 rồi, không phải số có hai chữ số, mà trên số 99 là số 100. Thì cũng không phải số có hai chữ số. Đó. Thế thì bây giờ người ta hỏi là 10 đến 99 là có bao nhiêu số chẵn? Thế nhưng các em biết là cái số chẵn lớn nhất thì có phải là 99 không? Số 99 là số lẻ. Vậy số chẵn lớn nhất là chính là số 98. Còn số nhỏ nhất chính là số 10. Thế thì bây giờ các em lại hình dung này. 10 này. 12 này. 14 này. Chấm 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 cho đến 98 này. Các em có giống các cái số này nó đứng với nhau giống như cây không? Giống như trồng cây không? Đấy, tại sao chúng ta lại học toán trồng cây lại liên quan đến số rồi liên quan đến số lần cưa? Thì các em hiểu cái quy tắc của nó giống nhau. Thì ví dụ đây là một cây. Đây là một cây, đây là một cây. Có đúng không? Thì các em thấy khoảng cách giữa hai cây là bao nhiêu? Là hai đơn vị. Đó. Khoảng cách là hai đơn vị. Mà các em biết tổng cái độ dài của từ 10 đến 98 là bao nhiêu không? Đó, từ dài đến 98 là bao nhiêu? Thì muốn biết được từ 10 đến 98 dài bao nhiêu thì thầy giáo lấy 98 trừ 10. Đúng không? Đấy, tính được độ dài. Độ dài. 98 trừ 10. Còn nếu thầy giáo muốn tính được cái khoảng cách như thế này thì ở đây độ dài là bao nhiêu rồi? Thầy giáo cứ tính ra lại nhá, là 88 à. Độ dài là 88. Sau đó thầy giáo tính khoảng cách. Một khoảng cách thì là hai đơn vị, mà 88 mà chia cho 2 thì ra 44. Đây là khoảng cách. Đây là số khoảng cách các em nhé. Đó. Thế mà các em biết là các cái số này có cả số ở hai đầu. Cuối là 98, đầu là 10. Giống như trồng cây có ở hai đầu. Thì bao giờ số cây cũng nhiều hơn số khoảng cách là 1. Thì số cây sẽ là 44 cộng 1. Đó. Thế nếu thầy giáo làm gộp ba cái phép tính này vào, gộp nó vào, thì thầy giáo ra cái gì? Ra là số các số, tìm luôn số các số là gì? Đầu tiên là tìm độ dài, tức là lấy số cuối trừ số đầu. Sau đó tìm số khoảng cách thì chúng ta chia cho một khoảng cách là 2. Sau đó số cây nhiều hơn số khoảng cách 1 cho nên cộng 1. Đó. Thì chúng ta được một cái công thức là đây chính là số cuối trừ đi số đầu, chia khoảng cách và cộng 1.
2 chính là khoảng cách nhé. Tính ở đây thì chúng ta được 45 rồi. Thế và chúng ta có thể biết luôn đáp án C là đáp án đúng vì đáp án C là 45. Thế thì qua cái bài 1 không chỉ các em làm được đáp án là 45 mà các em còn nhớ cho thầy giáo cái công thức này. Công thức này. Đó. Số các số bằng số đầu trừ số cuối chia cho một khoảng cách cộng 1 thì nó chính là trồng cây ở hai đầu. Đó, dạng trồng cây ở hai đầu. Thì đầu tiên là chúng ta phải xác định độ dài của cái hàng cây, sau đó chúng ta tìm được là xem là có bao nhiêu khoảng cách. Đấy, sau thì chúng ta sẽ tính được là số cây. Đó. Thì vận dụng toán trồng cây là chúng ta giải được cái bài số 1 này. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2. Em lấy giấy nháp ra và chúng ta cùng đọc với vết vẽ ra. Bài 2. Trên đường từ nhà đến trường, An đếm số cột đèn ở cổng nhà đến cột đèn ở cổng trường có 9 cái. Cột đèn ở cổng nhà đến cột đèn ở cổng trường có 9 cái. Hỏi cột cách nhau, mỗi cột cách nhau 30 mét. Hỏi từ cổng nhà An đến cổng trường bao xa? Thế thì bây giờ từ cổng nhà đến trường này, đây là nhà này, đây đến trường này, đấy, chúng ta vừa đọc vừa viết vẽ ra một đoạn như thế này. Đếm được bao nhiêu? Có 9 cái. Mà 9 cái này thì các em lưu ý này, An đếm được cột đèn ở cổng nhà, như vậy ở cổng nhà cũng có một cột đèn, và ở cổng trường cũng có một cái cột đèn. Đó. Và tổng số là 9 cái. Ví dụ chỗ này 9, chỗ này 1, 2, 3, 4 rồi, 5 rồi, 6 rồi, 7 vân vân. Tại vì thầy giáo không ấy cho nên là nó không đều nhau, nhưng ở đây là đều nhau nhé. Đều nhau là 30 mét. Đó. Thế thì các em biết là gì? Cột đèn mà có ở hai đầu thì nó giống như các cái số cây. Như vậy cái số khoảng cách này này. Đấy, số khoảng cách. Thì nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là gì? Bằng số khoảng cách. Trong trường hợp trồng cây ở hai đầu thì nó sẽ bằng là số cây trừ 1. Là số khoảng cách ít hơn 1 mà. Thế thì ở đây các em sẽ biết là số khoảng cách là bao nhiêu? Có 9 cây thì đương nhiên số khoảng cách là 8. À 9 chứ, trừ 1. 8 khoảng cách. Mà mỗi khoảng cách dài 30 thì chúng ta có tìm được tổng không? Tổng quãng đường. Đấy. Là 30 mét nhân với 8 thì sẽ ra. Đơn giản thế thôi. Thế đây cũng là vận dụng toán trồng cây các em nhé. Cái cột đèn thì tương đương với cái cây. Thế và riêng toán trồng cây thì các em xác định cho thầy giáo xem là cây ở hai đầu hay ở không có ở hai đầu hay là có một đầu. Hai là các em có khái niệm về khoảng cách này, khái niệm về tổng độ dài này, khái niệm về số khoảng cách này, vân vân. Thế nếu các em chắc chắn những khái niệm như thế thì những cái bài toán trồng cây là các em sẽ giải được. Thế thì bây giờ chúng ta trình bày như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ trình bày xem là nếu thầy giáo mà xem là cây ở hai đầu thế này thì từ nhà đến trường là có bao nhiêu khoảng cách. Đó. Số khoảng cách. Số khoảng cách này chính là số khoảng cách giữa hai cột đèn. Là có 9 cái cột thì số khoảng cách ít hơn 1 cho nên là thành 8 khoảng cách.
Thế mà người ta cho là mỗi một cột cách nhau là 30, tức vậy là một khoảng cách đây chính là 30 các em này. Thì như vậy chúng ta tìm luôn được là gì? Tìm luôn được là từ nhà An đến trường xa là, dùng người ta hỏi xa bao xa, xa là ở đây một khoảng cách là 30 mét mà tổng cộng có 8 khoảng cách, chúng ta gấp 8 lần lên 3 mà nhân với 8, chúng ta cứ nhẩm là 30, 30 nhân với 80 thì là bằng 38, 24 chục. 24 chục chính là 240 mét. Và chúng ta biết đáp số. Đó. Thế thì qua bài số 2 thầy giáo lưu ý với các em điều gì? Vẫn là toán trồng cây. Tuy nhiên bài số 2 thì người ta lại cho biết số cây, cho biết số khoảng cách và tìm tổng độ dài của quãng đường. Thế đấy, nó có mấy cái đại lượng, số cây này, số khoảng cách này, tổng độ dài. Có thể người ta sẽ cho đại lượng này để tìm đại lượng kia, loanh quanh cái cách. Nếu các em hiểu rõ rồi thì loanh quanh là chúng ta sẽ tìm được cái đáp án của bài như thế này. Thì nội dung video hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.